Cổ Lực Na Chát đóng điêu thuyền cùng Cổ Thiên Lạc với combo nhan sắc không đùa được đâu. Mới đây, ekip Chân Tam Quốc Vô Song vừa tung trailer giới thiệu tác phẩm và tuyến nhân vật. Cụ thể, Cổ Thiên Lạc đóng Lã Bố, Cổ Lực Na Chát thủ diễn điêu thuyền, Vương Khải được ra vai Tào Tháo, Dương Hữu Ninh diễn Lưu Bị. Đặc biệt, tạo hình của Cổ Lực Na Chát trong vai điêu thuyền nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong trailer vừa đăng tải, mỹ nhân Tân Cương có phân đoạn tình cảm với Cổ Thiên Lạc với câu thoại: "Từ nay, điêu thuyền là của tướng quân." Đây là lần thứ hai nữ diễn viên đóng điêu thuyền trên màn ảnh sau tác phẩm Võ Thần Triệu Tử Long 2016. Trên mạng xã hội, khán giả khen ngợi tạo hình và nhan sắc của Cổ Lực Na Chát. Cô được nhận xét có sắc vóc phù hợp để hóa thân thành một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Tuy đảm bảo về phần hình, người hâm mộ vẫn lo ngại về diễn xuất non kém của sao nữ. Cô nằm trong top bình hoa di động, thường xuyên bị phàn nàn về diễn xuất ở showbiz hoa ngữ. Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, điêu thuyền được mệnh danh là mỹ nhân bến nguyệt, có diện mạo mong manh và thướt tha tự liễu vũ, điệu bộ trang nhã, mỗi bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mây. Cha nuôi của điêu thuyền dùng mỹ nhân kế khiến đồng trác và con nuôi Lã Bố trở mặt, chém giết lẫn nhau để có được người đẹp. Chân Tam Quốc Vô Song được chuyển thể từ tựa game cùng tên của công ty Nhật Bản Tecmo có A. Phim được bấm máy vào tháng 7 năm 2017 với 590 người ghi hình trong 5 tháng tại Trung Quốc, New Zealand. Trong quá trình quay phim, Cổ Thiên Lạc bị binh khí đâm trúng mắt. Sự cố khiến tài tử thần Điêu Đại Hiệp bị tổn thương nhãn cầu, phải khâu 8 mũi. Nhiều khán giả đánh giá ngoại cảnh của Chân Tam Quốc Vô Song khá hoành tráng, xứng đáng một bom tấn điện ảnh. Tuy nhiên, tạo hình Lữ Bố của Cổ Thiên Lạc khá khó hiểu. Hai chiếc râu dán dài gợi nhớ đến Tôn Ngộ Không. Dẫu vậy, đây vẫn không phải là kiểu tạo hình kỳ quái nhất từng xuất hiện trên màn ảnh Trung Quốc. Với dàn diễn viên chất lượng, Chân Tam Quốc Vô Song vẫn là bom tấn điện ảnh của năm. Sinh năm 1992, Cổ Lực Na Chát là nữ diễn viên kiêm người mẫu Tân Cương nổi tiếng tại Hoa ngữ. Cô quen thuộc với người xem qua các phim Hiên Viên Kiếm, Thiên Chi Ngân, Võ Thần Triệu Tử Long, Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ, Đinh Mông Sơ Thượng, Trạch Thiên Ký. Đóng phim gần 10 năm nhưng diễn xuất của cô vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, nếu nhắc đến những nữ diễn viên 9X xinh đẹp nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay, không thể bỏ qua cái tên Cổ Lực Na Chát. Nàng mỹ nhân Tân Cương sinh năm 1992 có kha khá điểm tương đồng với Địch Lệ Nhiệt Ba. Hình ảnh của Cổ Lực Na Chát trong những bộ phim mới khi được tung ra luôn khiến fan hâm mộ trụy tim vì quá đỗi xinh đẹp. Cổ Lực Na Chát lần đầu ra mắt công chúng năm 2012 với vai diễn Tiểu Tuyết trong tác phẩm Ăn Khách Hiên Viên Kiếm. Tham gia vào bộ phim có sự góp mặt của hàng loạt sao lớn như Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Đường Yên. Đây quả thật là một khởi đầu may mắn đối với người chưa có kinh nghiệm diễn xuất như Cổ Lực Na Chát. Vậy nên, chẳng có gì là nói quá khi mỹ nhân sinh năm 1992 đã có xuất phát điểm hơn người. Nhan sắc xinh đẹp là điểm cộng giúp Na Chát được ưu ái giao cho vai nữ chính. Tuy nhiên, gương mặt cứng đờ, lối diễn một màu đã khiến người đẹp nhận không ít chỉ trích. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét Na Chát chỉ là một bình hoa di động, có đẹp mà không có thơm và không được công chúng công nhận tài năng. Tuy nhiên, nhìn vào những ảnh chụp họa báo thì lại không thể không khen Na Chát được. Thần thái này đâu phải ai cũng có. Không phải tự nhiên Cổ Lực Na Chát lại được mệnh danh là mỹ nhân Tân Cương. Sở hữu nhan sắc nghịch thiên, thậm chí ảnh chụp của người qua đường cũng không thể dìm được nhan sắc của Na Chát. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1992 cũng sở hữu body người người muốn, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng đôi chân dài. Nàng tiểu hoa 9X, làm người gặp người thương là điều không khó.